Hi, xin chào các bạn, đây là mình Linh của Simple Life Happy Life đây. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại trong một chiếc video khá là nghiêm túc. Nó nói về việc đấy là có nên học đại học hay không. Thì dành cho bạn nào đang thắc mắc là tại sao ngày hôm nay mình không còn mặc chiếc áo đen hay là chiếc áo phông màu đen hay là áo phông màu tím thân thuộc nữa ấy. Là vì ngày hôm nay mình có hai cuộc phỏng vấn xin việc. Mùa này ở Nhật nó đang gọi là mùa đi siêu đấy. Tức là mùa để xin chuyển việc hay là mùa để xin việc các thứ đấy. Và mình cũng, ngày hôm nay thì mình có hai cuộc phỏng vấn. Mình vừa hoàn thành xong cuộc phỏng vấn đầu tiên thì cảm thấy là khá là vui. Thì không biết là kết quả trượt hay là trúng, nhưng mà mình cũng cảm thấy là bản thân đã có những cái sự tiến bộ sau những cái quá trình mà mình đi phỏng vấn rất là nhiều. Hôm trước thì mình có làm một cái khảo sát ở trên story Facebook của mình về việc là có nên học đại học hay không. Thì kết quả đã cho ra đó là 66% mọi người nói rằng là hãy đi học đại học, và 34% còn lại thì nói là không. Vậy thì ngày hôm nay mình làm cái video này để tổng kết lại xem là với cái quan điểm của mình thì có nên học đại học hay không nhá. Thì đầu tiên thì mình cũng phải giới thiệu lại một lần nữa. Thì mình tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành tiếng Anh thương mại vào năm 2018. Như vậy là mình đã có 3 năm rưỡi, 4 năm gì đó rèn luyện trong môi trường đại học trước khi mà mình đi làm hay là và trước khi mà mình sang lên Nhật. Nên mình cũng phải nói luôn một điều đấy là bản thân mình thì 100% đồng ý là hãy học đại học. Có rất nhiều bạn thì đưa ra các cái dẫn chứng là việc tôi có những người bạn, tôi có những người anh, người chị hay là thậm chí bố mẹ tôi ngày xưa đâu có học đại học đâu, nhưng mà vẫn kinh doanh rất là thành công. Thì mình cũng xin được, cái đây là cái quan điểm riêng của mình thôi nhá. Thì mình cũng sẽ liệt kê ra con người, mọi người ấy, thì nó sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cái kỹ năng mềm tốt và có cái khả năng thiên phú, và nhóm thứ hai là nhóm người bình thường. Mình thì thuộc dạng cái nhóm người bình thường. Thế nên là sau khi tốt nghiệp cấp 3, nếu như mà mình không đi học đại học thì mình cũng chẳng biết làm gì tiếp theo cả. Chả lẽ ở nhà mình kinh doanh với bố mẹ mình, trong khi mình biết là bố mẹ mình kinh doanh thực sự nó rất là vất vả. Kinh doanh bất kỳ một ngành nghề gì cũng như vậy thôi các bạn ạ, cũng cực kỳ vất vả. Nên là mình chọn đi tiếp để là mình phải học lên đại học. Ở cái thời điểm cấp 3 đấy, tại sao mình chọn chuyên ngành tiếng Anh thương mại thì đã có một chiếc video nói về việc học chuyên ngành tiếng Anh thương mại để làm gì, và mình đã lý giải rất là kỹ và rất là rõ rồi. Thì các bạn nếu cần có thể xem lại ở đây hay là ở chắc là ở đây đó. Thì mình phải nói một điều rằng ấy, với một cái đứa năng lực bình thường như mình, không có khả năng kinh doanh một cách xuất chúng, cái nhóm người bình thường như mình ấy, thì tốt nhất là hãy cố gắng đi học đại học đi. Tại vì khi mà các bạn học đại học ấy, có thể năm nhất, năm hai bạn sẽ có cái suy nghĩ là tại sao mình lại phải học đại học, tại sao mình phải học những cái môn nó quá là nhiều lý thuyết như thế này, trong khi bạn bè cùng trang lứa với mình, những cái đứa nó không đi học đại học, có thể nó đi kinh doanh và giờ đây nó đã trở thành các tỷ phú hay là các triệu phú rồi. Nhưng mà mình phải nói một điều rằng ấy, nếu như mà những cái người mà họ kinh doanh thành công ấy là tại sao, thì các bạn phải xem là thứ nhất là họ có cái khả năng thiên bẩm về lĩnh vực kinh doanh, cái thứ hai là cái kỹ năng mềm trong cuộc sống của họ rất là tốt, và nói nôm na là họ ra đời sớm hơn bạn, gia nhập cuộc đời sớm hơn bạn, nên là họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn bạn. Và cái thứ ba, bạn phải xem là cái background, cái gia đình của họ như thế nào, ví dụ như bố mẹ họ giàu và hoàn toàn có cái khả năng cung cấp cho họ một cái số vốn ban đầu để làm ăn, thì cái việc mà họ không xong cấp 3 và họ bắt đầu kinh doanh kế thừa sự nghiệp của bố mẹ là chuyện hoàn toàn bình thường thôi. Còn đối với một đứa như mình và bố mẹ mình cũng chỉ là kinh doanh rất là bình thường thôi ấy, không phải là những cái doanh nghiệp lớn kinh khủng gì cả, nghìn tỷ, trăm tỷ hay là chục tỷ gì cả, hay là gì nó quá là kinh khủng, mà bố mẹ mình chỉ là những cái người nôm na gọi là tiểu thương thôi. Thế nên là mình thấy là bố mẹ mình kinh doanh quá vất vả và mình quyết tâm là phải học đại học. Và mình cảm thấy là ơn trời, sau 3 năm rưỡi thì thực sự là cái môi trường đại học ấy, nó cung cấp cho mình rất là nhiều các cái kiến thức cơ bản về cuộc sống. Và nó cũng rèn cho mình cái tính kiên trì rất là nhiều các bạn ạ. Tại sao mình phải nói điều như vậy? Bởi vì khi mà mình học đại học mình trượt môn không biết bao nhiêu lần. À không, thực ra nếu mà ngồi tính ra thì cũng nhớ thôi. Mình trượt thể dục có mỗi 4-5 lần gì đấy xương xương à. Rồi môn toán cao cấp mình cũng trượt có 4-5 lần gì đấy thôi. Rồi đến lúc mà mình làm cái chuyên đề tốt nghiệp cũng bị dập lên dập xuống bởi vì những cái lỗi sai, những kiểu là căn lề sai. Thậm chí là khi mà mình đã in ra rồi ấy, thì cái cô trợ lý của khoa cũng còn phải gọi điện cho mình bảo thế bây giờ có muốn tốt nghiệp không mà làm lại như thế, mà lại in cái bài như thế này. Trong khi mình nghĩ là ồ, trông mình chỉnh như thế là ngon lắm rồi. Túm lại là những cái kỷ niệm khi mà học đại học ấy, thì nó vừa có kỷ niệm vui, vừa có những cái buồn. Nhưng mà thực sự cái trải nghiệm khi mà học đại học ấy, nó đã giúp ích cho mình rất rất là nhiều trong cái quá trình mình đi làm sau này. Vì khi mà mình gặp phải những khó khăn thì mình nhớ lại, cái thời ngày xưa hồi mình học đại học ấy, mình đã từng gặp phải thất bại quá nhiều lần trước khi mà mình có thể chạm vào cái tấm bằng đại học. Đấy là xương xương về cái việc đấy là có nên học đại học hay không nhá. Và khi mà học đại học ấy, khi các bạn đã quyết định học đại học ấy, thì hãy nhớ giúp mình một điều ấy, bằng mọi giá
phải có được cái tấm bằng. Đừng kiểu đang học giữa trường xong rồi bảo lưu vì một vài lý do nào đấy. Bởi vì khi mà đã đi một con đường thì hãy cố gắng đi đến cùng, thay vì việc chúng ta kiểu đẽo cầy giữa đường ấy. Mình biết rất nhiều bạn bè của mình ấy là trong quá trình học đại học gặp phải những cái biến cố trong gia đình này, rồi là những biến cố trong gia đình thất bát gì đấy, là không còn đủ điều kiện để đi học nữa, thì các bạn bảo lưu thì mình thấy ok, bạn bảo lưu bạn đi làm một năm đi và cố gắng là quay trở lại. Bởi vì á, cái việc mà đợi thi vào đại học nó đã không phải là việc dễ dàng gì rồi, thì mình hãy cố gắng là gì, đi đến cuối con đường đi học đại học và cố gắng có được cái tấm bằng đại học, phải không nào? Vì mình làm cái gì thì nó cũng phải có mục đích là à, sau cùng mình phải có được cái tấm bằng đại học. Nó giống như cái minh chứng cho việc là mình đã chịu đựng gian khổ như thế nào trong 3 năm rưỡi hay là 5 năm gì đấy, đúng không? Tùy từng trường, tùy từng chuyên ngành. Thế nên là cố gắng là khi đã học đại học ấy thì phải quyết tâm là gì? Lấy được cái bằng đại học, đúng chưa nào? Chứ đừng kiểu đẽo cầy giữa đường thì nó phí công lắm, sau cuối cùng các bạn chẳng có cái gì cả. Và tiếp đến nhá, mình nói về sức mạnh của cái tấm bằng đại học. Thì nhiều bạn ấy, mình cũng không biết, chắc là do các bạn nói vui vui thôi, thì nhiều khi mình nói vui vui mình cũng bảo là ừ, học đại học xong ấy chắc là cái bằng đại học dùng để lót chuột, đúng không? Nhưng thực tế ra ấy, cho đến khi mà mình đi sang nước ngoài thì mình mới thấy, mình sang Nhật sống ấy thì mình mới thấy là à, cái tấm bằng đại học của mình ấy nó không những chỉ để lót chuột đâu, mà nó còn giúp cho mình có những cái nhìn được tôn trọng hơn khi mà mình đi xin việc, kể cả việc làm thêm. Như các bạn đã biết thì mình sang Nhật được nửa năm và mình đã làm thêm cho đến thời điểm hiện tại là 3 công việc. Và khi mà mình xin vào 3 cái công việc làm thêm này và người ta nhìn vào cái hồ sơ của mình, người ta nhìn thấy là à, mình đã tốt nghiệp tiếng à, mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam mà lại còn là chuyên ngành tiếng Anh. Thế nên là ít nhiều gì họ cũng sẽ có những cái nhìn kiểu người ta tôn trọng mình hơn ấy. Đấy là cái cảm nhận cá nhân của mình nhá. Mình không nói là ừ, có mỗi cái bằng đại học mà mày cũng vênh vang, mình không nói như vậy đâu, nhưng mà đấy là cái cảm nhận của mình. Và gần như là khi mà mình xin đi làm, gọi là làm thêm, làm bài tổ ấy, và mình làm cái gọi là reality show, là cái CV của mình á, và mình ghi rõ ra là mình đã từng tốt nghiệp đại học tiếng Anh, đại học chuyên ngành tiếng Anh ở Việt Nam ấy, thì gần như là công việc nào mình cũng được nhận. Gần như là công việc nào mình cũng được nhận. Và người ta cảm thấy là ừ, tại sao nên nhận cái người này ấy? Là bởi vì người ta đã từng trải qua 4 năm học đại học ở Việt Nam, tức là ít nhiều đã trải qua những cái gian khổ nhất định rồi, thì khi mà vào trong việc ấy, người ta cũng sẽ có những cái độ trưởng thành nhất định và người ta cũng sẽ có những cái độ chịu đựng nhất định. Thế nên là túm gọn cái váy lại thì mình thấy rằng là nếu như các bạn đang ở nhóm này, nhóm giống như mình, là nhóm những người bình thường thôi ấy, thì hãy cố gắng học đại học. Và có những người thì nói rằng là học đại học xong đi làm trái ngành có phí không ấy, thì mình xin thưa là không phí đâu. Lý do là những cái gì các bạn được học ở trong môi trường đại học ấy, nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái nền tảng cơ bản trong cuộc sống. Mình chỉ dùng cái từ nền tảng cơ bản thôi, bởi vì trong cuộc sống khi mà các bạn bước chân đi làm ấy, nó sẽ thiên biến vạn hóa hơn rất là nhiều, và đòi hỏi rằng là gì, các bạn phải có kinh nghiệm sống. Và khi mà các bạn có kinh nghiệm sống rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và đặc biệt ấy, khi mà các bạn học đại học ấy, cái kỹ năng, hãy cố gắng là rèn luyện cho mình cả cái kỹ năng gọi là giải quyết vấn đề, problem solving, và cái tư duy phản biện. Bởi vì sau này những cái kỹ năng đấy nó cực kỳ cần thiết cho các bạn trong quá trình đi làm, để tránh việc mà bị bắt nạt hay là bị này nọ kia khác ấy. Thế nên là đang định kết thúc video mình tự nhiên mình nghĩ đến cái câu nói của rất nhiều người, nói rằng là thế tại sao không nhìn vào những tấm gương kiểu như là Mark Zuckerberg hay là Bill Gates hay là những cái ông to, những ông tỷ phú đi, các ông ấy cũng đâu có học đại học đâu. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng là người ta không học đại học không phải vì người ta không có khả năng học đại học, mà người ta đã thi đỗ những cái trường mà có tiếng trên thế giới rồi. Tuy nhiên là người ta cảm thấy là môi trường học đại học nó không phù hợp, người ta cảm thấy rằng là gì, những cái thầy giáo đó chắc là không đủ trình độ để dạy người ta, đúng không? Thì người ta mới bỏ ra ngoài để người ta làm riêng, chứ không phải là người ta không đủ năng lực để học đại học nhé. Các bạn đừng đồng nhất hai cái điều đó với nhau. Đó, thế thôi. Thì đấy là cái quan điểm của mình về việc là có nên học đại học hay không. Dĩ nhiên đã là quan điểm cá nhân thì nó sẽ phù hợp với người này và nó không phù hợp với người kia. Nhưng mà mình cũng rất là hoan nghênh những ý kiến trái chiều, những ý kiến khác nhau. Các bạn hãy bình luận một cách lịch sự dưới video này giúp mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.